Không biết là Thành Nguyên nên gọi bằng anh hay là bằng chú đây? Thôi cứ gọi bằng anh cho nó tình cảm gần gũi em ơi. Dạ, rồi Thành Nguyên cũng xin phép hỏi như vậy. Vâng. Rồi, Thành Nguyên, mình chào anh đã đến với kênh của Thành Nguyên Kết Nối Yêu Thương nha. Vâng. Chào Thanh Nguyên. Dạ. Chào, kính chào các chú, các anh chị và cô dì chú bác, các bạn và các em trong và ngoài nước trên cộng đồng mạng. Một lời chào trân trọng nhất. Dạ. Rồi bây giờ anh cho Thành Nguyên hay nào, ngày hôm nay anh đến từ đâu anh ha? Tôi đến từ Đồng Xoài, Bình Phước. Đồng Xoài, Bình Phước à? Vàng Đồng Xoài, Ồ, Bình Phước. cũng xa nhỉ. Dạ. Đi từ 12 giờ đêm hôm qua 12 giờ tối qua. đến 6 giờ sáng là tới Bến Tre. À, là 6 giờ sáng là có mặt tại Bến Xe, Cần Thơ. Ở Cần Thơ. Vâng. Thấy các anh cũng vất vả quá, Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là với cái sự nghiêm túc của mình, với cái chặng đường xa như vậy thì anh sẽ sớm tìm được ý trung nhân như mình mong muốn ấy ha. Vâng. Dạ. Rồi, bây giờ anh giới thiệu về bản thân cho Thành Nguyên nào, họ tên cũng như là năm sinh. Họ tên là Hồ Quyết Thắng. Hồ Quyết Thắng. Hồ Quyết Thắng sinh năm 1960, Vâng. nhưng thực tế là ngoài là năm 1958. À, Quê dạ. quê quê nguyên là ở Nghệ An, Vâng. nhưng hiện nay ở Đồng Xoài, Bình Phước. À, nguyên quán ở Nghệ An. Ở Nghệ An. À, vậy là đồng hương với Thành Nguyên rồi. Đúng rồi, Thành Thành Nguyên là Hiện Châu, Nguyên thì ở thành phố anh Vinh. là Quỳnh Lưu. Dạ. Hai nơi giáp nhau. Dạ. Rồi công việc của anh Thắng hiện tại là đang làm gì? Công việc thì tôi thì thang trầm lắm. Trước thì cũng làm việc nhà nước nhưng mà nghỉ chế độ một lần. Vâng. Thì về làm rẫy mà nhà có tí đất cũng ít Vâng. ít để tự tự mình làm cho mình. Vâng. Tự mình làm cho mình chứ Đất nó là mình làm vườn hay là làm rẫy hay là mình làm vườn đó, làm vườn? nhưng mà làm vườn gọi là cái điều rồi cái tiêu rồi cái cao su Vâng. đấy. Dạ. Có vườn mà trồng cả cao su nữa là cũng cũng hơi hơi lớn lớn đấy nhỉ. Nhưng mà nhỏ quá làm sao trồng cao su? Nói chung thì ăn thua gì đâu người ta nhiều, chứ mình thì cuộc Dạ, sống nó hơi cũng cũng đủ nhàn, tự tự xài do á rồi đủ sống rồi, hả cũng tầm tàm nuôi con được phần nào rồi thôi. anh ha? Dạ. Vâng. Còn cái thu nhập bình quân thì sao nhá? Thu nhập bình quân thì cây này nó khó nói lắm, vì có Dạ. tháng là lại không có, nhưng có tháng thì nhiều nhiều một tí vì cái mùa mà có Vâng thể vâng là vâng. cứ cao su thì theo hàng tháng là biết được, nhưng mà Vâng. điều có khi thu 2 tháng này tiêu thì hái tháng là xong, Vâng. cây nào cũng được, nhưng mà bình quân thì cũng ít thôi chứ cũng không nhiều đâu, thì nó đủ sống qua ngày, chung là Vâng. ngày năm Dạ. bị chục cái trăm là đủ đi chợ Dạ dạ. già rồi cũng đâu cả, Dạ. cái chi phí chứ nhiều. Dạ vâng. Rồi anh Thắng cho Thành Nguyên hay về cái tình cho Thành Nguyên hay về cái tình trạng hôn nhân của anh nào. Thì đúng ra thì cũng không muốn là đến cái tuổi này cũng không muốn ly hôn đâu, nhưng mà mình cảm thấy là không, nhiều đêm cũng nằm suy nghĩ là cảm thấy không không nếu ở không ở nữa thì tôi quyết định là làm giấy ra tòa ly hôn. Thì ly hôn được 7 năm rồi. 7 năm nhỉ. 7 năm rồi thì khi ly hôn thì tôi cũng có quyết định là tôi đi cái hướng khác, là mình cũng từ từ để cho con nó trưởng thành đã, nuôi con để cho nó người con nó nhìn mình đấy, Vâng. để nó có một cái hình tượng để cho nó ấy theo. Còn nếu mà Vâng. mình mà đi chạy cái hướng khác thì con cái của khi nó để theo cái hướng khác. Nói Vâng. thì chung là đến giờ này cũng mừng là con cái nó ngoan và học hành cũng gần thành đạt. Dạ. Tôi cũng mừng là nói chung là mình cũng đi cái hướng đó, cũng có thể là buồn buồn là nói chung là mình cũng bị thiếu cái người chăm sóc, nhưng mà mình cũng mang lại có cái bù lại là mình đạt được nhiều cái nó lớn hơn. Vâng. Rồi anh Thắng là có tất cả là mấy người con? Báo cáo vì chú là có 3 người con, 2 gái một trai, người con gái đầu học đại học ngoại thương, người ra đi làm là đứa thứ hai học bên trường năm thứ tư, cái Dạ. đứa thứ ba ở với mẹ. Nhưng mà khi ra tòa thì tòa nó nuôi xử phân chia nuôi thì tôi con cái
con trai thì ở với tôi nuôi hết, con gái tôi vẫn chu cấp hàng tháng, đã đảm bảo. Có nghĩa rằng là con trai thì là anh nuôi, nuôi. Còn con gái thì là vợ nuôi. Vợ nuôi nhưng mà chu cấp. Nhưng mà anh vẫn chu cấp hàng tháng. Con gái đầu thì hai người đi chung nhưng mà hết nuôi hết đại học. Vâng. Vậy là có hai người con đấy ha. Ba người con, đứa sau ở với mẹ nữa mà tôi cũng chăm nữa, cũng cung cấp nữa, đứa con gái. Khi mà anh Thắng đến với chương trình của Thành Nguyên thì các con vẫn biết và ủng hộ anh ha. Khi đến thì ban đầu thì con gái thì ở mẹ ông ấy đâu, mà con trai thì nó khi đang học cấp 3 thì nó không biết thì nó không phản đối, nhưng mà khi vào đại học nhất là năm thứ 3, năm thứ 4 thì nó kịch liệt, nó phản đối. Nó bảo nói thôi ba ở lại con nuôi rồi con lấy vợ về, hai vợ chồng con nuôi ba. Nhưng mà cách đây khoảng tuần thì xuống Sài Gòn có cái ông bạn lính thì ngồi gọi con ra để uống cà phê cùng phỏng vấn cho con, thì con nó vui vẻ ngay cho ba đi kết nối mà từ con nó liên hệ cho xe trong đây luôn. Nó thay đổi, con nó thay đổi ngay. Có nghĩa là bạn cũng đã thông tư tưởng nhớ đúng không? Nhưng mà tôi nghĩ thế này, tôi nghi rằng là 99% chắc cũng không được đâu, bởi vì tìm một người đấy mà nó hợp mình mà sống cho hạnh phúc cuối đời đó, mà thật lòng á, người ta hay nói chia sẻ hay là nói là thật lòng hay là nói gì, nhưng mà theo nghĩ tôi là nghĩ cái chữ hạnh phúc đấy là nó khó lắm. Tôi nghĩ khó lắm. Tôi ở cái đồng xoài đó thì nói sự thực là mình cũng dân làm ăn cơ bản mà, cũng không chơi bời mà. Nếu mà xung quanh ấy ai mà xem clip này thì là đều biết tôi cả mà. Nói chung là tôi cũng không chơi bời gì đâu. Lo đi làm nuôi con rồi hàng ngày tôi đều nếu rỗi đi cờ hoặc là đến cái người mà họ có gia đình tử tế tôi mới đến. Còn những cái thành phần vợ chồng bỏ nhau hay là rượu chè linh tinh không bao giờ tôi đến tôi chơi tôi kết bạn đâu. Bởi vì sợ nó nhiễm mình. Chứ nhưng mà có một cái là cũng nhiều người họ cũng có ý là giới thiệu cho mình nhưng mà cứ duyên rồi chưa tới. Nó khó lắm, mình sợ nó quãng đường bây giờ mà nó để tan một lần nữa thì mình sang rồi thì con cái rồi bè bạn bên quê bây giờ bên Hấn Quảng nó bảo đấy, bác hồi xưa lấy vợ một lần là để đổ rồi bây giờ lại một lần nữa mình còn chỗ nào nữa mà chui. Cho nên là bây giờ thà rằng mà không lấy thôi, mà lấy là phải chắc chắn ở đến già, không là mình cũng đã chuẩn bị hành lý rồi, hành lý về già rồi khả năng là sau này ở đó ở với con, nhưng mà tôi cũng chả ở chung nhà đâu, con mặt nhà tôi mặt nhà, nó tự lập, kinh tế của ai người ấy dùng, tôi cũng tính như đó. Nhưng mà mình rất vui vẻ nên chung là khi mà ly hôn với vợ tôi vui vẻ lắm. Tôi đã biết cái hậu quả về sau rồi, có thể kiếm được có thể không, mà khi kiếm được thì nó hạnh phúc, mà không kiếm được thì mình bằng lòng cái số phận. Cho nên là cái quãng đường của tôi là tôi vui vẻ lắm, tôi vui vẻ để thoải mái cái tinh thần để mà sống, để cho khỏi bệnh tật, để cho nó yêu đời cho nó thoải mái. Thì cũng vậy nó phải trẻ được chứ, cứ suốt ngày suy nghĩ thì đêm không ngủ được, cái đồ đã bệnh tật. Cho nên là cứ thoải mái đi, mong sao mình làm được cái điều tốt, mình làm cái điều tốt là tự dưng là mình thoải mái thôi. Vâng. Rồi bây giờ Thành Nguyên sẽ vào cái vấn đề chính ha. Anh Thắng cũng đã ghi hết cái thông tin vào cái bản cam kết của Thành Nguyên và cũng đã ký sẵn vào đó rồi ha. Cái vấn đề đó thì Thành Nguyên cũng nói cũng khá là nhiều rồi. Thì về cái nội dung trên đó thì Thành Nguyên sẽ không nhắc thêm ở đây nữa. Bây giờ anh Thắng cho Thành Nguyên hay nè. Anh đi về một cái quãng đường xa như vậy đến với Thành Nguyên thì anh mong muốn bày tỏ tới người phụ nữ của mình thương như thế nào? Thì nó đúng ra thì mọi người nó có góc nhìn khác nhau, nhưng mà chung quy lại nó thì ai đến đây cũng muốn là có một cái mái ấm gia đình trọn đời, hay người ta nói là cái hạnh phúc. Thì nhiều người ta nói là chia sẻ, nhưng mà thực tế là hai người phải có một cái ý chí giống nhau, rồi vun đắp, kể cả tuổi già cũng phải vun đắp về tình cảm, vun đắp về kinh tế, vun đắp về mọi mặt trong xã hội, chứ không phải già mà cũng vun đắp, mà mình phải sống bằng cái năng lực. Chứ mình ví dụ là bản thân tôi thì đến đây thì nếu mà có ai mà yêu thương tôi đấy thì tôi cũng không ỷ về người ta đâu, người ta có giới thiệu giàu có hay là cái gì tôi, cái chuyện đó tôi không quan trọng, mà bằng cái năng lực hàng ngày của mình, dù mình kiếm một cái đồng tiền rất nhỏ nhưng mà cái đó là cái năng lực của mình đấy, cái thoải mái cái đó là mới là cái cơ bản. Chứ còn đừng cần nghĩ nói ở cái giờ cô đó có hay là bản thân tôi có hay nghèo, cái đó không quan trọng. Hai người cùng năng lực với nhau, cùng hợp tác với nhau rồi tìm cách làm ăn rồi thương yêu nhau, cái đó mới cái bền.
Quan điểm góc nhìn của tôi vậy, không biết là có ai giống hay không thì tôi cũng không biết. Nói chung là với cái tuổi của các anh ấy thì bây giờ mình tìm thì mình tìm về cái tình thương mến thương thôi. Chứ bây giờ với cái tuổi mà khoảng 60, hơn 60 rồi đó, thì để mà làm một cái gì đó như tuổi trẻ thì chắc chắn là nó sẽ không bằng đấy, đúng không ạ? Nói chung là đời lời thành nguyên thế này. Yeah. Trước thì tôi làm cũng nhiều, nhưng mà tuổi dừ nó hơi già đấy. Vâng. Tôi cũng biết là cái cân bằng giữa cái làm và cái nghỉ ngơi cũng không làm được như trước nữa đâu. Vâng. Tức là mình bây giờ cái sức khỏe là cái hàng đầu. Vâng. Rồi nuôi dạy con cái là nó phần thứ hai, để quan hệ chào cái vấn đề cái cuộc sống là bây giờ nó quan trọng, thì nó không phải cũng quan trọng, phải có tiền vì ra cuộc sống thì được, nhưng mà con cái nó phải xếp vào thứ yếu thôi. Nhưng mà ví dụ có một ai mà nó đỉnh, có ý đỉnh đấy, mà đầu tiên là phải là kết bạn đã, chứ không phải nói yêu thương đâu. Kết bạn nó tìm hiểu có thể năm hai năm, năm ba tháng khi nó được đi tới chứ có phải là thế. Nhưng mà đừng có lo gì bên phía tôi, ví dụ giữa con một đứa nó con gái nó học ra trường rồi, đứa con trai đang học, đứa nó là nó nằm trong cái tầm kiểm soát của tôi rồi. Nói chung là cái đó đừng có lo, nói bây giờ về thì anh này phải nuôi mấy cái cô kia rồi này khác rồi bị kinh tế không, cái đó không quan trọng. Cái đó thì về làm sao hai vợ chồng ví dụ làm được nhiều được ít thì hai vợ chồng chia sẻ với nhau, chứ còn bây giờ thì dù sao là mình làm thì cũng góp được chút đỉnh, thì mình cũng lo được cho con để mà đầm cưới hay là có cái nhà cho nó, hoặc có thể mình có cái nhà nữa. Vâng. Là cái đó là cái hiển nhiên, chứ bây giờ làm đến đời này mà bây giờ mà thực tế mà không có cái nhà nữa thì đúng là hết chỗ nói đó. Thì rất như vậy đó. Yeah. Còn nói cái cao sang hơn thì mình không dám nói. Yeah. Đấy, nhưng mà còn cái tôi, bản thân của tôi là tôi cũng thích cần cù làm ăn lâu động. Thứ nhất là để cho nó giảm béo đi, cơ thể nó khỏe. Hai là cũng có một tí tiền nó chính đáng để tiêu cho nó thoải mái, chứ khi nào mà mình già yếu hoặc không làm được thì mình phải tính. Đấy thôi chứ. Dạ, độ tuổi các cô thì anh Thắng mong muốn từ bao nhiêu đến bao nhiêu? Tôi còn cái kỳ lạ nhá. Ở cái đồng xoài nó có những cái cô 35 tuổi, tôi bảo nói gọn chú đi, tôi bảo bảo gọn anh. Không biết là răng mà nói là tao già, năm nay 65 tuổi rồi. Nó tập trung ba bốn đứa, nó bảo nó gọn anh hết. Nó nói chúng mày tao tuổi bằng chú rồi không sao. Nhưng mà giờ cái tuổi nó thì mình không biết được đâu. Yeah. Thấy đi với tôi là nó cân xứng là được, nhiều khi 55 cũng được, mà vợ tôi là thua tôi 15 tuổi mà. Vâng. Mà bây giờ cũng cân xứng. Tôi thì có cái là hồi xưa làm cơ quan nhà nước, cho nên nó có điều kiện, cho nên nó cũng không bị sụt người. Vâng. Cho nên là cái độ tuổi thì từng tầm tầm khó nói rồi, nhưng mà ví dụ là mình cứ nói là 50 đi. 50 đến 55 đi, nhưng mà nhiều khi có những ai 45 với 47 mà nó quá thương hay là nó đồng hợp với cái chuyện đó mình chứ. Có con người 57, 58 mình cũng ấy được, cái chuyện đó mình cũng thể nói được. Dạ, dạ, tùy duyên ha. Tùy duyên, cái này là tùy duyên, chứ mình không thể nói chuyện được. Còn về cái ngoại hình, về điều kiện, về công việc của người đó thì anh mong muốn nó gì không? Thì cái nghề nghiệp thì chắc chắn là vì không có nghề phải bày ra nghề mà làm ăn. Chứ cũng không thể là bây giờ mình đi chơi dùng dòng được. Cái tuổi già thì đồng ý là mình làm ít thôi. Vâng. Nhưng mà mình cũng phải kiếm cái nghề chứ, ví dụ là ngày 20-30 thôi chứ cũng không nghĩ làm giàu nữa. Nhưng mà có nghề hay không có nghề tôi cũng quan trọng, nhưng mà hai người phải quyết tâm. Ví dụ không có nghề phải quyết tâm về làm ăn, phải tính ra một cái nghề, có thể là buôn bán, có thể làm rẫy, có thể là làm cái gì đó. Nhưng mà tôi thì cũng có cái đặc điểm này, giờ già rồi thì tôi cũng chẳng thích đi làm thuê đâu. Tôi muốn làm cái gì tự mình làm cho mình, hoặc là buôn bán thôi. Yeah. Trước là tôi cũng thích buôn bán, nhưng mà vợ cũ tôi không buôn bán được. Cũng mấy lần mở ra rồi nhưng mà vợ cũng làm được. Còn ngoại hình thì cũng bình thường thôi, lấy người đẹp tôi sợ lắm. Trước là tôi lấy cũng vợ cũng đẹp chứ đâu có bị xấu. Yeah. Sợ lắm. Mà bây giờ bình thường giản chỉ thôi. Yeah. Nó hợp với khung cảnh của mình thôi. Chứ. Yeah. Thế thì đơn giản quá rồi. Độ tuổi thì cũng không có quan trọng lắm. Về ngoại hình thì cũng không luôn. Công việc thì nói chung là có thì ngày kiếm 130 gì đó gọi đây là cũng được. Cũng được. Rồi sau này mà kết nối thành công thì sẽ về bên anh hả? Nói chung là sau này mà kết nối thành công thì tìm hiểu hai bên. Có thể bên tôi vì bên cô đó, nếu mà bên nào nó phù hợp thì mình tính toán, hoặc có thể đi nơi khác. Vì như nhà tôi có một cái kỳ quặc thế này này, nó có cái mảnh đất. Thế thì hồi đó là có cái nhà 6 mét còn 4 mét nó ở cái mặt đường, tức là tôi
tôi nghĩ vì con cho nên là khi đó thì tôi nhường cho cô là cô lấy cái 6 mét mặt đường, tôi cũng 4 mét mặt đường, nhưng mà cô 2 mặt tiền. Thế thì tôi xây tôi cảnh nó để cho con cả hai bên nó chảy qua chảy lại cái bên bố mà. Nhưng mà nhiều người cứ bảo nói cái ông này ông kỳ thật, bỏ nhau rồi mà cảnh. Nhưng mà tôi nghĩ là không. Hồi xưa Mỹ nó đánh mình chết mà bây giờ đang quan hệ làm ăn, cái chuyện cũ bỏ, mình sống làm sao ở cảnh mà mình sống làm sao cho bản thân mình, mà sống làm sao để cho cô quý mình, cái đó là cây nên sống. Còn không quan trọng, mình cứ làm điều tốt, còn cô muốn sống thế nào tùy cô đó, cái là mình không quan tâm. Bảy năm ở gần hai người cùng chung một cái mấy mái sát nhau cùng mảnh đất mà nó kỳ lắm. Nhiều người ở nói kỳ, nhưng mà tôi nghĩ sau này thì con nó ra trường thì tôi cũng ở miếng đất đó, mà nếu đi nữa tôi cũng ở miếng đất đó, miếng đất đó tôi để cho con ở. Còn thì tôi ở nơi khác, tôi cũng có nơi khác ở rồi. Trong cuộc sống thì anh Thắng có những cái thú vui như rượu chè cờ bạc rồi cá độ này kia không? Không, tôi con vừa rồi mà định chơi chứng khoán ấy, tôi nói quyết coi vì Hoàng Minh như là bay chúng bay đừng chơi chứng khoán. Tôi đừng dọa con nếu mà có ý đừng chơi chứng khoán là dẹp lại. Trước đi tàu biển á, thì cũng có cờ bạc cũng sơ sơ. Nhưng mà cứ lên bờ hai mươi mấy năm thì điều kiện mình lúc động hai là cái môi trường ở dưới biển nó khác. Còn bây giờ lên thì cờ bạc, rượu, chè thì nói chung là trai gái thì tôi cũng không đâu. Vì mình cũng già rồi, cũng không nên làm cái điều được. Xã hội nó nhìn cái ánh mắt nó ấy. Còn có khi đi đình đám á, thì uống lon hai lon cho vui rồi thôi. Thuốc lá tôi không. Nên chung mà tôi sống nó cân đối lắm, ăn uống tôi cũng điều độ. Thực tế tôi ăn thì tôi cũng không ăn gì cao sang đâu, cái rau cái cỏ ăn uống, cái chất mỡ tôi cũng giảm mỡ thịt ăn, cái rau rồi con cá thì tôi ăn uống rồi. Nấu nướng thì tôi đều đặn ngày hai bữa, bỏ 7 năm nhưng mà cứ sáng ra đi chợ rồi ăn sáng rồi đi chợ rồi xong về đi làm xong thì về trưa nấu, rồi chiều thì ngủ xong đi chơi để đâu. Còn đến mùa cu su thì bị tối đi cào. Thì sáng đi trút thì chiều đi chơi. Nói chung là cuộc sống mình làm cho mình mà. Cho nên là thích thì làm, mà không thích thì thôi. Không thích thì bỏ đi chơi. Chứ không phải làm thuê cho ai đâu mà người ta bắt bẻ. Như thời gian mà con đang học cấp 3 thì thậm chí mùa đang thu điều thì tôi bỏ điều tôi không thu, rồi tôi vẫn đưa đón con thì quan trọng là con chứ. Vâng, thì những cái tâm tư, những cái chia sẻ của anh Hồ Quyết Thắng ha, đến từ Bình Phước thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi cái thông điệp này tới cho các cô. Cô nào mà thấy anh Thắng mà dễ thương, dễ mến, thấy phù hợp thì cứ liên hệ Thành Nguyên, là Thành Nguyên sẽ làm nhịp cầu nối thôi. Không biết là cuối chương trình anh Thắng có cái điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các cô cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều ạ? Thôi cuối chương trình thì tôi nghĩ cũng khó đó. Như tôi nghĩ nữa mà theo các cô mà đánh giá cái clip tôi nói là tôi thấy là các cô cũng khó đó. Nhưng mà đến với tôi là phải người thực việc thực. Còn bây giờ mà tôi chỉ cần đi uống cà phê tôi hai bữa là bây giờ tuổi nó cũng đến tuổi rồi. Cho nên là chỉ uống hai bữa là lắt léo là nó rõ ra ngay, chứ không có cái gì giấu đâu. Cái tốt nhất mà ai mà có ý định đó là phải nên thật lòng, vì chúng thật là đến. Còn đến mà rồi mất thời gian tôi không thích đâu. Tôi uống hai bữa mà thấy không hợp mình là thôi, chứ cũng không nên nối dài làm cái gì nó mệt mà rồi. Cũng không ấy. Cho nên tốt nhất là người thực về thực cái đó. Mình cứ chia sẻ thẳng thắn như vậy ha. Nói chung là được thì mình tới dứt khoát, mà không được thì mình cũng nói một lời cho xong ha. Đấy. Chứ không lòng vòng đúng không ạ? Không lòng vòng. Tôi chỉ hai bữa thôi là tôi thấy được là tôi đi tới, mà không được là trả lời ngay. Không cần nhiều. Rồi, ok anh. Thì những chia sẻ của anh Thắng thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Và những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Thì sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ gửi thông điệp này tới cho các cô. Rồi có gì Thành Nguyên sẽ cho anh Thắng hay sao ha. Rồi cuối chương trình xin chào Thành Nguyên, gia đình Thành Nguyên. Mạnh khỏe. Xin chào các ông bà và cô dì chú bác trên cộng đồng mạng, các em và các cháu trong và ngoài nước. Một sức khỏe thành đạt trong cuộc sống. Và nhờ những người xem thì nhớ là đừng là ném gạch đá nhiều nhá. Đúng rồi, cái vấn đề này thì cũng rất là nhiều người cũng nói vô nói ra cũng nhiều. Thì nhân đây Thành Nguyên cũng chia sẻ chút xíu về cái vấn đề này.
tất cả mọi người khi mà lên chương trình của Thành Nguyên kết nối đủ các độ tuổi, từ hai mấy có, ba mấy có, bốn mấy, năm mấy và hơn 60 có. Thì cái độ tuổi nào cũng mưu cầu hạnh phúc, đúng không anh? Đúng rồi. Độ tuổi nào cũng cần cái điều đó, chứ không có ai muốn làm bạn với bốn bức tường, với sự cô đơn. Nên là quý vị Chen thì cũng hiểu và thông cảm dùm. Bởi vì có thể là quý vị đang sống trong nềm ấm chăn êm, đang sống trong hạnh phúc, thì chắc chắn là quý vị sẽ không có hiểu được cái cảm giác của những người mà đang thiếu một nửa mảnh ghép của mình. Cho nên là nếu như quý vị mà có yêu thương, có đồng cảm thì hãy dành cho nhau những lời tốt đẹp. Còn nếu như không thì cũng đừng có nói những cái gì cay đắng anh ha. Đúng rồi. Yeah. Rồi ok anh, thì có gì thì sau ngày hôm nay Thành Nguyên sẽ thông tin cho anh Thắng hay sau nhé. Rồi Thành Nguyên cũng chúc cho anh Thắng thật là nhiều sức khỏe, thành công cũng như là sớm tìm được ý trung nhân như mình mong muốn. Rồi chúc cho anh trên đường về vạn sự bình an nhé. Xin chào. Chào anh.